tắt BOSS SMS 4HC48A, là một trong những model hot nhất năm 2021. Máy được thiết kế theo kiểu dáng độc lập với dung tích chứa 14 bộ bát đĩa theo tiêu chuẩn châu Âu, tương đương với 3.500. Video dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng và thiết lập các chương trình rửa của máy rửa bát BOSS SMS 4HC48A. Máy rửa bát BOSS SMS4HCI48A có 6 chương trình rửa tiêu chuẩn: rửa chuyên sâu 70 độ C, rửa tự động 45 đến 65 độ C, rửa tiết kiệm 50 độ C, rửa yên tĩnh 50 độ C, rửa 1 giờ 65 độ C, rửa yêu thích hay còn gọi là rửa tráng, và 3 tính năng rửa thêm, đó chính là Home Connect, rửa lửa tải và sấy tăng cường. Lần lượt tôi sẽ giới thiệu các nút chức năng trên bảng điều khiển, bắt đầu từ trái sang nhé. Thứ nhất là nút nguồn, tắt mở máy rửa bát. Thứ hai, nút có chữ Eco, nhiệt độ 50 độ C là chương trình rửa tiết kiệm điện và nước. Chương trình Eco 50 độ C là chương trình chuẩn, làm sạch hiệu quả và thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhất về mặt tiêu thụ năng lượng và nước. Thời gian hoạt động trong chương trình Eco 50 độ C là 4 giờ 55 phút. Nút có chữ Auto, nhiệt độ 45 đến 65 độ C là chương trình rửa tự động. Máy sẽ tự động cài đặt trong thời gian là 2 giờ 20 phút và nhận diện lượng bát đĩa cũng như độ sạch của chúng để điều chỉnh thời gian thích hợp. Thứ tư, nút ký hiệu cái nồi có ghi nhiệt độ 70 độ C là chương trình rửa chuyên sâu, vết bẩn nhiều, dính cứng, chuyên dùng nếu dụng cụ bát đĩa nồi chảo của quý khách cực kỳ bẩn. Có những vết bẩn khó rửa cứng đầu, chương trình sẽ tăng nhiệt độ nước lên 70 độ C, kết hợp tăng cường áp lực phun để hiệu quả làm sạch cao nhất. Thứ năm, nút có ký hiệu 1 giờ, nhiệt độ 65 độ C là chương trình rửa 1 giờ. Chương trình này diễn ra trong thời gian 60 phút và có thể kết hợp với tất cả các chức năng bổ sung khác. Chương trình này thường được áp dụng để làm sạch các dụng cụ bát đĩa hỗn hợp, dao, kéo, nồi chảo có chất bẩn dính hoặc khô, chất bẩn từ thực phẩm chứa tinh bột lên men. Thứ 6, nút có ký hiệu ngón tay đè lên môi, nhiệt độ 50 độ C là chương trình rửa yên tĩnh. Chương trình rửa yên tĩnh 50 độ C hay còn gọi là chương trình rửa ban đêm. Đây là chương trình rửa giảm khả năng hạn chế tối đa tiếng ồn, mang đến không gian yên tĩnh rất thích hợp để sử dụng trong thời gian nghỉ ngơi của người dùng. Thứ 7 là chương trình rửa yêu thích hay còn gọi là Favorite. Chương trình Favorite hay còn gọi là chương trình yêu thích với biểu tượng hình ngôi sao 5 cánh, được tích hợp ngay trên bảng điều khiển. Trong quá trình sử dụng máy rửa bát, quý khách sẽ kết hợp chương trình rửa cơ bản với những chức năng bổ sung để làm sạch dụng cụ. Sự kết hợp này giúp dụng cụ bát đĩa sạch sẽ và khô ráo hơn, rất ưng ý và quý khách muốn lưu lại để lần sau sử dụng tiếp. Đây chính là chương trình Favorite phát huy tác dụng. Tiếp đến là chức năng hẹn giờ. Thời gian hẹn giờ lên tới 1 đến 24 tiếng đồng hồ giúp bạn xử lý việc rửa bát dễ dàng, rửa bát trong thời gian bạn đi làm hoặc trước khi bạn trở lại nhà. Thứ 9 là kết nối Home Connect. Điều tuyệt vời nhất của máy rửa bát BOSS SMS4HCI48A là được tích hợp tính năng Home Connect, giúp bạn có thể điều khiển máy rửa bát bằng điện thoại dù ở bất cứ nơi đâu. Đồng thời, máy rửa bát sẽ gửi những thông tin trong quá trình vận hành về điện thoại của bạn, giúp bạn quan sát một cách dễ dàng và thuận tiện. Chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng máy rửa bát BOSS SMS4HCI48A. Bước 1, nhấn nút nguồn. Bước 2, quý khách có thể chọn một trong 6 chương trình rửa tiêu chuẩn. Ở đây, tôi sẽ chọn chương trình rửa tiết kiệm 50 độ C hay còn gọi là chương trình rửa Eco. Bước 3, quý khách có thể chọn hoặc không chọn một trong 3 chế độ đặc biệt là Home Connect, rửa lửa tải, sấy tăng cường. Lần này, tôi sẽ chọn thêm một chế độ kết hợp là sấy tăng cường hay còn gọi là Extra Dry. Bước 4,
nhấn nút khởi động Start. Để dừng và thay đổi chương trình rửa, bước 1, quý khách nhấn nút Start Reset trong vòng 3 giây. Bước 2, chọn lại chương trình mong muốn, thiết lập lại các thao tác như mới cài đặt. Ở đây, tôi sẽ chọn lại chương trình rửa chuyên sâu 70 độ C, kết hợp với chế độ sấy tăng cường. Bước 3, chọn nút Start để khởi động. Để thiết lập hẹn giờ, bước 1, quý khách chọn nút nguồn. Bước 2, chọn chương trình rửa phù hợp. Tôi sẽ chọn lại chương trình rửa như đã cài đặt ở trên. Bước 3, cài đặt thời gian mong muốn bằng cách nhấn vào biểu tượng đồng hồ trên bảng điều khiển. Nếu quý khách muốn 2 giờ sau máy sẽ khởi động chu trình, quý khách sẽ nhấn vào biểu tượng đồng hồ 2 lần liên tiếp để hẹn thời gian. Để khóa an toàn trẻ em, quý khách nhấn vào nút Machine Care trong vòng 3 giây. Bảng điều khiển sẽ vô hiệu hóa, lúc này nó sẽ khóa an toàn thành công.